Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị khách hàng. Những điều cần biết khi mua xe là gì? Thì ngày hôm nay anh Nhân sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị những kinh nghiệm mà chúng ta nên có trước khi mua xe ha. Thì cái việc đầu tiên trước khi đi mua xe là chúng ta phải tham khảo giá giá xe. Thì ở đây có một cái định nghĩa mà quý cô chú anh chị hay gọi, đó chính là giá lăn bánh nhiêu. Đó là những câu cửa miệng mà khi mà gọi cho một nhân viên bán hàng để biết cái giá lăn bánh. Thì ngày hôm nay anh Nhân sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình cái cách tính giá lăn bánh một chiếc xe là như thế nào. Và ngày hôm nay em Nhân sẽ lấy ví dụ một chiếc xe mà đang khuyến mãi rất nhiều trong tháng 9 này để cho quý cô chú anh chị mình tham khảo cho dễ nha. Dạ thì cái xe mà em Nhân muốn chia sẻ ở đây đó chính là cái xe Vios. Thì em Nhân sẽ ví dụ cho quý cô chú anh chị mình cái cách tính giá của một chiếc xe là như thế nào. Ở trên đây như quý cô chú anh chị mình cũng có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là một cái thư báo giá mẫu của Toyota Anthem Kushima. Thì ở đây thì bỏ qua đi ha, em nhìn đang làm ở chiếc xe Vios 105G số tự động nha. Thì cái giá này nè, khi mà quý cô chú anh chị mà xem trên mạng hay là trên các trang web, những cái trang đăng tin, thì đa số là các anh chị em bán hàng là chỉ để cái giá này thôi. Thì cái giá này là cái giá niêm yết của nhà máy đưa ra đó, chưa phải là cái giá mà cuối cùng đâu nha quý anh chị. Dạ thì trên đây là Vios G là 592 triệu này là giá xe. Thì ở đây hiện nay đang giảm giá là 25 triệu, em Nhân sẽ ghi vô đây luôn 25 triệu ha. Đó là giá xe xuất hóa đơn, tạm gọi là xuất hóa đơn là 567 triệu. Thì để mà chiếc xe Vios G này có thể chạy hợp pháp ngoài đường thì cần những chi phí gì? Đây đó, thì đầu tiên là cái thuế trước bạ là 10%. Ở đây thì em Nhân muốn nói rõ luôn, đó chính là cái cách tính là 10% của cái giá niêm yết nha quý anh chị mình. 10% của cái giá niêm yết chứ không phải 10% của cái giá đã giảm nha. Đó, nhiều khi mình thấy 10% nó hơi sai, không có đúng, thì xin đính chính lại là giá này là giá 10% giá niêm yết là 59.200.000. Đó, và ở chỗ này nè có một cái đặc biệt là cái liên quan tới cái hộ khẩu của quý anh chị mình sẽ ảnh hưởng đến cái giá xe. Ở đây nếu quý anh chị mình hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh thì là cái phí biển số ở đây là 20 triệu này ha, 20 triệu, em Nhân sẽ tô đỏ cho mình xem đó, 20 triệu. Còn nếu quý anh chị mình ở tỉnh thì cái phí nó sẽ khác. Em Nhân lấy ví dụ gần nhất nè, ví dụ quý anh chị mình ở tỉnh Long An nha, nhưng hộ khẩu ở thành phố Tân An, hộ khẩu thành phố Tân An thì cái phí này sẽ là 1 triệu đồng đó. Còn nếu quý anh chị ở Long An nhưng hộ khẩu ở Bến Lức là cái phí biển số này là chỉ 200.000 nha, 200.000 đó. Thì tại sao như vậy? Thì nó có 3 cái trường hợp. Thứ nhất là hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh mặc định là 20 triệu. Nếu quý cô chú anh chị mình ở tỉnh thì sẽ có 2 trường hợp, ở tỉnh mà ngay thị xã hoặc là thành phố trực thuộc tỉnh thì phí biển số sẽ là 1 triệu. Còn nếu ở tỉnh mà ở huyện thì phí biển số chỉ là 200.000 thôi đó, 200.000 thôi. Thì em Nhân hôm nay em Nhân sẽ ví dụ lấy cái phí biển số thành phố Hồ Chí Minh cho mình nha, là 20 triệu. Dạ rồi tiếp tục tới cái phí kiểm định lưu hành thì theo quy định hiện nay là 340.000. Còn cái phí tiếp theo là cái phí dịch vụ đăng ký đó, thì cái phí này là cái phí để trả cho những anh đăng ký đi làm giấy tờ cho mình đó quý anh chị đó. Thì khi mà quý anh chị muốn đi đăng ký thì sẽ có nhân viên bên Toyota Thành Kushima sẽ đi đăng ký hộ cho mình, thì cái phí này để trả cho mấy ảnh để làm thủ tục giấy tờ cho mình. Đây còn phí sử dụng đường bộ ở đây thì là 12 tháng thôi nha, 12 tháng. Rồi tiếp theo một cái phí bắt buộc nữa, đó là phí bảo hiểm trách nhiệm nhân sự nên là bắt buộc phải mua đó, và phí bảo hiểm người ngồi trên xe. Và cuối cùng là cái phí này đây, phí bảo hiểm vật chất xe. Thì cái này nè anh chị mình hiểu rõ, cái bảo hiểm vật chất xe này chúng ta có thể mua hoặc không mua, nên là bảo hiểm tự nguyện nha. Thì cái bảo hiểm này nó sẽ chi trả cho cái việc mà chúng ta chạy xe bị chạy xước hoặc là bị đâm đụng gì đó mà cần sửa chữa, thì cái bảo hiểm này nó sẽ đền bù cho chúng ta. Đó là cái bảo hiểm tự nguyện, không bắt buộc, thì quý anh chị mình cũng có thể mua hoặc là không mua. Thì cái chỗ này nếu mà quý anh chị mình mà gọi cho những tư vấn bán hàng đó, thì đa số là những anh chị sẽ không chào cái bảo hiểm này đâu,
khi nào chúng ta lên gặp trực tiếp thì sẽ chào, tại vì cái này là tự nguyện đó. Nhưng mà hiện nay Vios trong tháng này là đang tặng này luôn nha, cho nên là quý anh chị mình mua là sẽ được tặng luôn đó, cho nên là khuyến mại khá là tốt. Mời đẹp. Và cuối cùng là cái giá cuối cùng nằm ở đây ha, đó là 651 triệu. Cái giá này thì xe chúng ta đó đã được lưu hành một cách hợp pháp ngoài đường đó, thì quý anh chị mình lưu ý chút xíu là giá xe cộng với chi phí đăng ký là nó ra con giá lăn bánh này đó, thì cái giá lăn bánh là 651 triệu, là chúng ta cơ bản sẽ có một chiếc xe để chạy đó. Em Nhân nói cơ bản thôi nha, còn tiếp theo là những cái mình phải trang bị thêm một ít phụ kiện, thì em Nhân có để cái link cho em biết anh chị mình xem á, thì những phụ kiện nào cần thiết để mình có thể trang bị thêm cho xe đó, thì cơ bản là 651 triệu này chúng ta sẽ nhận xe về và chạy một cách bình thường, không vấn đề gì hết. Thì chỗ này trên đây có báo giá, có một cái ghi chú là cái màu xe, thì ở đây em Vios G bên em thì có màu đen nè, màu bạc, màu nâu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu trắng ngọc trai đó, thì chỉ riêng màu trắng ngọc trai thì nó mắc hơn 8 triệu thôi đó, còn cái màu là 651 này là màu cơ bản nhất khi mà anh chị mua sẽ với mức giá này, không có tính tiền gì thêm hết đó. Dạ thì em Nhân vừa làm cái báo giá cho quý cô chú anh chị mình những cái chi phí cần thiết để lăn bánh một chiếc xe, thì ở đây em Nhân vừa nói tới là xe Vios thì thực sự mà nói đang khuyến mãi rất là nhiều. Nếu mà quý cô chú anh chị mình có nhu cầu thì hãy tranh thủ đi, đợt này nó khuyến mãi rất là tốt, để mua không kịp thì nó uổng quá. Dạ thì những video tiếp theo thì em Nhân sẽ làm tới là thủ tục vay ngân hàng dành cho quý cô chú anh chị nào cần tài trợ của ngân hàng, để mình biết và nắm cái quy trình nó như thế nào. Và dạ, hy vọng rằng qua clip này em Nhân sẽ giải đáp được một số thắc mắc của quý cô chú anh chị, và em Nhân hy vọng rằng quý cô chú anh chị sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với em Nhân. Dạ em Nhân xin kính chào ạ.